Lily mến chào các chị và các bạn nha. Bây giờ Lily đi xuống khu Lý Đô Sài Gòn đó mọi người. Lily mến chào các chị và các bạn nha. Hôm nay đi đến một cái vườn cây ở khu Lý Đô Sài Gòn mình tham quan nha các chị và các bạn. Ở nơi đây thì Lily thấy có rất là nhiều cây, rất là lạ lắm nè. Các chị và các bạn coi cây này là cây gì nè. Như là tái chăm vậy đó. Wow, thích quá. Lưỡi hổ nhà Ly cũng có. Cái này cái gì ta? Ồ, cái gì mà nó có bông ở bên Việt Nam kêu bằng cái gì nè, quên rồi. Ly biết cái cây này. Lũ quá trời lũ luôn. Cái lũ nhỏ xíu có trái. Sương rồng tùm lum hết, trà xanh Đà Lạt. Wow. Nâu ni nhào, cây nhào. Có cây nhãn nữa kìa mọi người. Táo Fuji lên.
nhìn hơi giống trái ly. Cái hoa này trước nhà ly có nè. Hello, chị còn gì?
mua cây đó đó. Đó là một cái vườn cây ăn trái mà Ly xuống khu Lý Đô Sài Gòn chia sẻ cho mọi người xem cho vui. Cảm ơn các chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho vợ chồng Ly nha. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và share để Ly có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui. Ly chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.